Năm nay thì Hải quyết định là sẽ đầu tư cho sức khỏe của gia đình mình với một sản phẩm cực kỳ đặc biệt. Đợt vừa rồi thì Hải có đến nhà của một người bạn thì có được xem và trải nghiệm một cái loại máy lọc nước ion kiềm cực kỳ là chất lượng. Loại máy này thì được bạn của mình giới thiệu là sản xuất từ Nhật Bản và được Bộ Y tế Nhật Bản rất là khuyên dùng, và nó có giá khoảng gần 100 triệu đồng. Nhưng mà mình nghĩ là sản phẩm này sẽ là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, nên mình nghĩ là mình sẽ đầu tư một khoản tiền lớn để cho tốt cho sức khỏe của gia đình mình.
Thế giới Điện giải biết rằng mỗi khách hàng đều có rất nhiều sự lựa chọn. Chính vì vậy, chúng tôi trân trọng biết ơn sự tin chọn của hàng trăm nghìn gia đình và hàng nghìn doanh nghiệp lớn. Thế giới Điện giải tự hào là hệ thống trung tâm phân phối máy lọc nước ion kiềm số 1 Việt Nam và duy nhất được vinh danh quốc tế. Hiện nay, chúng tôi sở hữu hơn 50 showroom trải nghiệm và đại lý toàn quốc cùng trung tâm dịch vụ và bảo hành được ủy quyền từ nhà sản xuất với hơn 100 sản phẩm và phụ kiện hàng đầu thế giới và không ngừng lớn mạnh. Hàng ngàn khách hàng tham gia khảo sát đã luôn chia sẻ tin chọn Thế giới Điện giải vì triết lý kinh doanh luôn đặt sức khỏe và an toàn của khách hàng lên hàng đầu, cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn khách quan, minh bạch, không thiên vị bất kỳ thương hiệu nào, giúp khách hàng dễ dàng chọn được sản phẩm ưng ý và tận hưởng dịch vụ tốt nhất thị trường. Trước sự lớn mạnh về vị thế và quy mô hiện nay, có rất nhiều đơn vị sử dụng uy tín Thế giới Điện giải để mạo danh, lừa đảo và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm kém chất lượng. Chính vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của chính mình và xác định sản phẩm chính hãng cũng như cửa hàng thật của Thế giới Điện giải, quý khách có thể tới showroom gần nhất hoặc liên hệ tới hotline tư vấn miễn phí đã được để bên dưới video này. Chọn sức khỏe tốt, chọn nước ion kiềm tự nhiên, chọn Thế giới Điện giải.